Không biết các mẹ nuôi con có vất vả không? Chứ Ngọc cái giai đoạn mà Ngọc bắt đầu sinh cái em Nene này là cực kỳ vất vả luôn ấy. Cái bạn đầu bạn ấy dễ bao nhiêu, trộm vía dễ bao nhiêu, kiểu như đúng kiểu là bông lúa củ khoai, rất là dễ lớn luôn. Thế nhưng mà Minh Châu thì lại kiểu làm em thiệt thòi hơn một tí. Lúc mà đẻ ra thì mẹ cũng ít sữa hơn. Cái thời điểm mà Minh Châu mà bắt đầu đẻ là lúc đấy Ngọc bắt đầu gây dựng la cô. Tháng 5 năm 2017 tháng 5 2017 là mình bắt đầu ra mắt thương hiệu la cô. Và đến mùng 2 tháng 9 thì lại đẻ em Minh Châu. Đó, nên là lúc cái đấy là cái giai đoạn mới khởi nghiệp, nó khó khăn vô cùng luôn. Đây là em Minh Châu đúng thiệt thòi trong cái giai đoạn mà mẹ cũng kiểu căng thẳng và vất vả. Đó, nên là mẹ cũng không nhiều sữa. Như anh xin nhá, là người mẹ rất là nhỏ thôi. Đấy, trộm vía ti bằng cái nắp ấm thôi, nhưng mà rất nhiều sữa. Nhưng mà đến Minh Châu thì lại ít sữa hơn rất là nhiều. Đó, và bạn ấy phải bổ sung thêm. Nói chung là ban đầu ấy thì mình cũng theo cái trường phái là nuôi con kiểu tự nhiên ấy, không muốn là cho con mình kiểu uống sữa ngoài đâu. Thật sự cái tâm lý là như thế. Thế nhưng mà ít sữa quá thì biết làm thế nào, không biết làm thế nào cả. Nên là cũng phải tìm cái loại sữa nào mà nó phù hợp để cho bạn nhỏ của mình, để cho bạn nhỏ của mình cũng bổ sung được cái dinh dưỡng tốt nhất ngoài cái nguồn sữa mẹ ra. Đấy, chứ không thể nào mà tiêu cực quá, con không có sữa biết làm nào. Thì cũng có chọn lựa một số các cái dòng sữa để cho bạn Minh Châu bạn ấy dùng, cũng có nghiên cứu, cũng đổi qua nhiều rồi. Cái ngày đầu tiên thì là bạn xin ấy, thì là cái hồi đấy là mình cho bạn ấy uống cái sữa Nhật, uống Meiji. Meiji nhỉ anh Tuyến nhỉ? Hai vợ chồng mình còn đợt đấy là còn đi công tác sang Nhật mua tận đi sang Nhật không mua cái gì mang về, chỉ mua đúng toàn bộ sữa Meiji cho vào thùng, xong mang về, về đến hải quan các bác ấy bắt lại. Các bác bảo là mang về đi buôn. Xong bắt đầu phải xin mãi, trình bày mãi, xong bắt đầu là bóc hết ra, bóc dỡ ra và trình bày là cháu mua về cho con nhà cháu uống thôi. Đó, thì đến bạn thứ hai thì không đi được. Thế là cũng chọn cái sữa mà bởi vì là từ cái lúc mà bắt đầu đẻ ra là đã ít sữa rồi, nên là cũng cần phải gối thêm một cái dòng sữa nữa vào. Là cũng chọn lựa cũng nhiều lắm. Đến thời điểm hiện tại thì là mình đã đổi qua 3 loại sữa rồi. Nhưng mà đến cái sữa thứ 3 này mình đang dùng cho Minh Châu thì mình cũng thấy khá là ưng này. Em mèo ơi, mèo ơi, đây để ra sau mình. Dạ dạ chưa? Có món quà đặc biệt cho em mèo đây. Em chị em mèo phải chào anh đây đã nào. Em mèo chơm mẹ một cái đã nào. Chơm, chơm như thế nào nhỉ? Ôi trời ơi, nồng nhiệt thế nhỉ. Rồi thưởng cho em mèo nhá. Đây, rồi em mèo đây nhà cho mẹ bế em mèo nha. Thế em mèo ơi. Dạ. Thế em mèo có yêu mẹ mèo không? Có. Rồi ok nhá. Mẹ yêu em mèo nhá. Đó thì là bạn Minh Châu này là đến cái dòng sữa này thì cực kỳ hợp với cái dòng sữa này hơn luôn đấy. Bạn ấy rất là thích uống bởi vì Minh Châu là một cái bạn mà cũng khá là kén. Mình cũng kén trong cái việc là bây giờ mình phải chọn cái sữa nào cho em bé nhà mình đây. Còn mình người lớn kia chọn sữa người xia tăng rồi. Ô thế à? Thế còn Minh Châu thì chọn cái sữa này hả? Sữa bé. Thế hả? Sữa của em bé hả? Sữa này ngon không? Ngon nhỉ? Minh Châu yêu mẹ nhiều nhỉ? Ok. Đó thì là mình chọn cái sữa này là sữa khá là ok. Mình có thể review cho mọi người về cái dòng này được. Rất hợp lý luôn. Là cái Goldilac này này. Đây mọi người có thể dùng cái này là sữa non cho trẻ Việt Grow này. Nó có bổ sung cả cái tổ yến. Rất hợp lý luôn. Đây mọi người có thể tham khảo cái dòng này nha. Tại sao đầu tiên mình kể cho mọi người nghe một cái kỷ niệm rất là buồn cười. Đó là ngày xưa khi mà mình dùng cái hộp sữa và mình pha. Và lúc mà bạn này thì bạn ấy có thói quen là uống sữa đêm mà mình chưa thể nào cai cho bạn ấy được, dậy mãi chưa quen được. Là cứ đêm là đang ngủ là mò đòi uống sữa. Là mình bắt đầu mình pha bằng muôi ấy, pha bằng muôi, cứ múc một cái muôi ra là một gạt là 30 ml. Bạn này bạn ấy uống là 100 hoặc là 150. Nó cứ bị lệch. Thế là mình pha. Có hôm mình pha nhầm. Mình pha thế nào mình lại pha 5 cái gạt đấy. vào với 100ml nước, nó đặc sệt luôn mà mình lại kiểu rất là ngái ngủ, mình không để ý đến. Sao cho bạn ấy uống, bạn cũng uống, bạn ấy uống xong rồi sao bây giờ bị táo bón. Bị táo bón thế là bây giờ mình mới thấy rằng là trời ơi, cái việc này nó cứ lúc nhớ lúc quên ấy, mà chưa kể đến là có những cái giai đoạn mình thuê cái cô giúp việc ấy cũng hay bị quên nhớ như thế. Nên là khi mà chuyển sang cái này, đầu tiên cái mình thích nhất đó chính là cái dạng gói, nó khá là tiện như mọi người vừa thấy là lúc nãy là Ngọc xé nó ra. Lúc anh Ngọc xé nó ra nó rất là tiện luôn. Đây. Nó có cái gói sẵn như thế này này. Đấy. Nó gói sẵn như này thì mình cũng khá là tiện trong cái việc là mình chỉ cần xé ra thôi, mình không cần phải nhớ cữ nhiều. Cứ mỗi một lần pha cho cô Minh Châu này là 2 gói. Thế là nó cũng đỡ bị quên. Em bé Minh Châu. Xin lỗi, không phải bé ấy mà là em bé Minh Châu à, đúng không? Em bé Minh Châu. Đó, thế là em bé Minh Châu cứ mỗi lần pha là 2 gói. Là vừa một cái cữ uống mà uống rất là ngon. Đó. Mọi người, chị ơi chị review sữa à? Thực ra là mình cũng không phải là một người có quá nhiều kinh nghiệm và là một chuyên gia trong cái lĩnh vực về chăm sóc con cái. Nói thật là như thế, mình là mẹ đoảng, mình là đại diện của mẹ đoảng, không thể nào mà tỉ mỉ như các mẹ được đâu. Thực sự mình vào các hội nhóm, ui dồi, mình hâm mộ các mẹ vãi cả trưởng luôn ấy, bởi vì các mẹ rất là tỉ mỉ nhá. Các mẹ là nào là đun nấu lích kích tất cả mọi thứ, còn bản thân mình thì rất là lười và rất là đoảng đấy. Và bên cạnh mình thì đồng bọn của mình thì đây, các bạn nhìn thấy này đấy, chân Dung đây đấy, chân Dung cái người đồng bọn là cũng đoảng y hệt như mình luôn. Cho nên là mình chỉ lựa chọn cái phương pháp nào mà nó tiện lợi nhất, hiệu quả nhất trong cái sự lười của mình thôi. Nó thì với mình là một người mẹ lười và đoảng trong cái việc nấu nướng. Các video, các vlog của Ngọc thì mọi người biết rồi đấy, đúng không? Khả năng nấu nướng như thế nào thì cũng chứng kiến rồi. Cứ nhận mình là đầu bếp số 1 hàm nghi thôi, nhưng thực ra là rồi, cảm ơn mèo nhá. Đó thì là cũng không quá là đảm đang đâu, nên là chỉ chọn những cái phương pháp nào mà nó đơn giản nhất để có thể là tốt cho con của mình trong cái khả năng của mình thôi. Thế thì mình thấy rằng là cái này thì mình cũng, nếu mà các bạn hỏi thì mình cũng muốn review cho mọi người, đó là cái dòng Goldilac Grow này này, nó khá là hợp lý. Kể cả là cái chi phí của nó cũng như là cái, đầu tiên là cái con mình nó lựa chọn cái đã, bởi vì như bọn trẻ con này nó cũng đâu quan tâm xem là dưỡng chất như thế nào, đúng không ạ? Đầu tiên là phải ngon miệng nó đã. Có rất nhiều các loại sữa mình mua của Úc, ôi dồi ôi, cũng gửi gắm các thể loại, đi mua được mấy cái hộp sữa Úc về thì nhất định là không uống, nhất định nó không uống. Còn sữa Nhật như của Meiji, như của anh Xin ấy thì bà ấy cũng không uống, bởi vì chê nhạt quá nó không uống, nhất định không uống là không uống. Thế bắt đầu mình cũng phải đi tìm cái nào mà phải vừa với khẩu vị của bà ấy, thế là chuyển sang mấy cái dòng sữa non. Đó thì một cái dòng sữa non trước đây mình cũng cho Minh Châu uống, thế nhưng mà uống một cái thời gian thì cảm giác như là nó cũng ăn, nó cũng không được ngon miệng cho lắm. Đó, thế nên là mình đổi sang cái dòng này thì thấy là ok, nó được tất cả mọi thứ luôn. Cả về cái vị giác của con mình, nên là rất chịu khó uống sữa. Không cần phải giục nhiều, cứ đến tối là vác bình đi, mẹ mèo ơi cho con uống sữa. Nên là mình cũng lựa chọn cái dòng này vì nó ngon miệng. Thứ hai nữa là mình thấy cái hàm lượng dinh dưỡng của cái dòng này ok. Và trộm vía là cái bà này khi mà bà ấy uống cái dòng sữa này thì thấy cũng ít ốm vặt hơn. Mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2, đúng không? Đây, cho mọi người ra xem này, nguyên một lố luôn. Đấy. Nguyên được đợt đấy mua là 6 hộp. Mua 3 tặng 2, mua 6 được tặng 4 hộp luôn. Đấy. Rất nhiều hộp. Có mẹ nào có nhu cầu dùng thử không, để Ngọc share cho mọi người dùng. Share cho mọi người dùng luôn. Trong này là một hộp này là nó có 28 gói. Một hộp có 28 gói, các mẹ có muốn dùng thử cho con dùng thử không? Thì mình share cho các mẹ dùng thử trước này. Nhưng mà rất ok, thực sự rất là ok luôn. Nếu như mà các mẹ mà muốn con kiểu như không ép các con phải quá chú trọng về cái việc là con mình sẽ phải to, con mình sẽ phải tăng cân nhiều ấy, thì các mẹ có thể là sử dụng cái dòng sữa này. Nó sẽ không phải là kiểu cái dòng để mà mình kích cho con mình mập ú lên đâu, mà nó sẽ giúp cho con mình tăng sức đề kháng này, rồi là bổ sung chất xơ, bổ sung dinh dưỡng cho con mình. Quan trọng nhất với Ngọc cái tiêu chí là để cho con mình khỏe mạnh, rồi là cái hệ miễn dịch nó tốt. Sau đó mới nói đến cái chuyện là thông minh, rồi là tăng cân các thứ. Nó chỉ là những cái yếu tố rất là phụ thôi. Vì bản thân mình như này, mình cũng gầy nhỏ đây đây, cũng có vấn đề gì đâu mà cứ bắt con mình phải mập ú lên. Trong khi đó là mình cho con mình uống những cái loại sữa nó có nhiều đường hay là những cái chất kiểu nó kích thích cái việc tăng cân ấy, thực ra nó không hợp lý. Nên là mình chỉ chú trọng vào cái việc là con mình cảm thấy nó ngon miệng này, sức đề kháng của con tốt này, bổ sung nhiều chất xơ, bổ sung những cái thành phần dinh dưỡng. Thế là ok. Đó thì các mẹ có thể là lựa chọn cái dòng này, Goldilac Grow. Ok nha, review đây là rất chân thành nha, để mọi người có thể sử dụng sản phẩm này. Đấy. Cái thành phần chính của nó thì là cái gọi là lợi khuẩn, đúng rồi, lợi khuẩn để giúp cho cái hệ tiêu hóa của con mình nó hoạt động được tốt, nó không bị chướng bụng, nó không bị táo bón, nó không bị đầy bụng. Đó, còn cái inulin này thì nó là giống như là một dạng chất xơ tự nhiên ấy, đấy, khiến cho con mình có gia tăng được chất xơ. Đó, sữa non nữa này, rồi yến xào, đấy. Yến xào, nói chung là yến xào trong cái sữa thì mình cũng không kỳ vọng nó quá nhiều đâu. Nhưng mà nó đây là có thành phần là 35mg. Đó, 35mg thì mình nghĩ nó sẽ vừa đủ cho các bạn nhỏ. Bởi vì các bạn nhỏ mà sơ sinh cũng không thể nào dùng cái hàm lượng quá cao được. Nên là nó chỉ gọi là bổ sung vào để tăng cái sức đề kháng và bổ sung dinh dưỡng một phần cho con mình. Đó, tiếp nữa cái quan trọng nữa đó là nó là sử dụng đường cỏ ngọt. Đường cỏ ngọt thì nó sẽ làm một loại đường mà rất là lành và nó không có gây tăng cân, không gây béo phì cho con của mình. Ok. Nữa sử dụng dành cho trẻ nhỏ cần bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, ổn định hệ tiêu hóa. Đó, vậy thôi. Lá chắn vàng cho sức khỏe con yêu. Easy. Được, bên này làm hình thức khá phết. Đẹp đẽ xinh xắn. Đã. Đây các mẹ có thể chụp vào nhá. Các mẹ có thể chụp lại để mua cho con của mình nha. Chụp màn hình ấy. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.